Dư luận lại bức xúc trước thông tin cơ quan chức năng phải xử lý các nhân viên trộm cắp tài sản của khách gửi hành lý đi máy bay. Trộm vặt ở sân bay từng xảy ra, rất xấu xí nhưng vẫn tái diễn. Sân bay và công ty mặt đất đều cho rằng quy định giám sát về hành lý ký gửi của hành khách diễn ra chặt chẽ, cá biệt những trường hợp trộm cắp chứ không thường xuyên. Thiệt hại lớn ở đây là lòng tin, là hình ảnh một sân bay quốc tế nhưng lại có chất lượng phục vụ làm hành khách bức xúc khi nạn trộm vặt cứ diễn ra. Trong quy trình vận chuyển hành lý ký gửi gồm các bước, khách làm thủ tục tại quầy, hành lý được soi chiếu an ninh và chuyển xuống đảo hành lý. Nhân viên sắp xếp sẽ phân loại hành lý cho vào thùng vận chuyển ra máy bay và đưa lên hầm hàng của máy bay. Trộm cắp có thể xảy ra ở hầm hàng máy bay và tại khu vực phân loại hàng hóa. Một nhân viên an ninh soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đối với nhân viên của hãng bay, dịch vụ buôn bán, nhân viên mặt đất. Khi muốn ra vào khu vực hạn chế đều được soi chiếu, ra soát người lẫn hành lý. Bên cạnh đó còn có quy định đồng phục nhân viên bốc xếp không may túi, trừ túi áo ngực may hở để chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ kiểm soát an ninh. Trước khi ra vị trí phục vụ băng chuyển hành lý phải cất vật dụng cá nhân vào tủ cá nhân, không được mang theo trên người. Quy trình là thế, nhưng nạn rạch hành lý để trộm và tẩu tán tài sản vẫn xảy ra bất chấp camera giám sát dày đặc tại khu làm việc. Cũng có thắc mắc vì sao kẻ trộm lại có thể rạch đâu chúng đó, không loại trừ có khả năng móc nối để thực hiện hành vi xấu xí này. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, mới đây tại sân bay Tân Sơn Nhất, công ty mặt đất đã bắt quả tang một số nhân viên có hành vi trộm cắp và chuyển cơ quan chức năng xử lý. Để ngăn chặn nạn trộm cắp ở sân bay, cũng có đề xuất lắp thêm camera ở nơi dễ xảy ra trộm cắp, truyền hình ảnh qua màn hình lắp ở băng truyền hành lý cho hành khách giám sát. Tuy nhiên, một người có trách nhiệm ở sân bay cho rằng việc lắp thêm camera là cần thiết, còn lắp thêm màn hình để khách theo dõi thì cần phải tính toán.